sai chạy cái bỏ khó không này chạy không hồ nội và không kê hồ nội và không nhau là thế hồ nội do không kịp lâu như hồ nội chạy chạy đá đê nhá hồ nội này chạy đá đê nhá cho hồ nội này chạy đá đê hồ nội chạy xíu la nhá hồ nội chạy 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 tệ và món lo nhá cho thật chặt hồ nội rồi cái kia tao dùng câu cái kia để có nên bỏ mặc, ta xin nói cho nên thiết bị sẽ để về một đồ trong sát sẵn rồi, ta nói cho tiền tài mà, ta nói cho tiền tài nè, cho tiền tài về một sáu chứ, vì cho nên thiết bị sẽ để về một con nó một sáu nè, ô dùng cái kia này để chơi nốt chơi nè, tao dùng sắp lại đi, ô sợ nó trong sợ nó ra họ vừa dùng câu cái kia tiên thành thế tự dành nhất cho sống nó dùng cái kia hơn thế vừa chỉ mua bánh sủi nhỏ tổ vừa tới lúc chế dùng như nó lâu nó sợ nó mà đá cái kia đá chọc lời này sợ nó này vừa sợ tên nó cũng lùng xíu tên nó cũng lùng nè ta nói cho ít khó chơi quá trâu trâu nó cứ thông đề nhá tỏ nó này tỏ nó này tỏ nó giờ lúc thông đề nó ô tỏ rồng câu cái kia là chơi nó chạy này này chỉ cũng cho nên sai khỏi mình chỉ nhớ trò xa hậu nó nhỉ nhớ trò xa hậu nó này để cho nên sai khỏi mình chỉ nhớ trò sau mà ta chạy với cho nên tạo một lời sáng trọ cho nên tạo một trò sáng trọ chị phải say sang đầu ta chị phải hỏi những nằm mò chị hỏi những một thay sự nằm mò của sự tệ tại sự nó chị tại kia là tôi sang đầu thôi nó giờ lúc khó trong đó nó giờ lúc khó trong đấy còn nó giờ nhớ cho sang đầu giống ngon đặt khó trong ta giờ còn nó giờ sang đầu giống đặt khó trong ta nhé cho nên tôi sẽ khỏi mình chỉ đi nè cho nên sẽ san trả nọ nè giống gầu cửa kia sao tỏ là phải đạp ấy là lò hậu mà nè giờ họ lúc trẻ lò xí họ tỏ nọ mình muốn được ít trả nhớ cho tỏ nọ kia ta xin nó chạy cứu cho chân này thì bây giờ đừng ca kia một trò hậu lúc chơi nó mỏ là gì khó chơi của nó mỏ nè ta xin nó cứu cho chân này ca một lão nó một sai tê râu tê mỏ là tiếp đi trâu chi chùa liệt khó này bọc bỏ nó là nè anh khó chơi này sẽ đợi trò cứu kia bây giờ đợi mổ hậu nó vì cha nó đã chờ vua
cố gắng thế vậy mà tôi cũng sâu kia mù cả tim cả cười bao cả. Toca. Sẽ di chuyển lên trên khu vực sân khấu và chọn cho mình những vị trí ngồi trang trọng nhất để chương trình được chính thức được bắt đầu sau ít phút nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Ít trong nhiều lót, nhiều niềm thở tiếng tàu tiết trồng quý vị một tiết chùa của nên trẻ nhất đó sân đấu. Nhờ đi tàu xin nó bé lúc xeo chỉ chuẩn thế là họ tiêu tàn thoa. Ít trong nhiều lót, nhiều lót, niềm thở tiết tiếng tàu. Nên cả chi là một rào trời lý sư hướng dẫn tới tù tí lào tranh mùa. Để bé lúc cùng chồng là giờ thọ biết sao tổng thế nó. Nhờ đi tàu tiêu tàn thoa chua tu rồi. Để mở đầu cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay, xin được mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu và cùng thưởng thức một ca nhạc, một tiết mục vô cùng đặc sắc và một giọng ca vô cùng ngọt ngào đến từ một anh ca sĩ Công Minh Gia đến từ tỉnh Lào Cai với tên bài hát Kia Cú Mải Do Tùn Đói. Vâng, xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ạ. Nhớ dùng với nhớ dùng cho cái chủng phương diện sử đấy nhở. Cô cứ dùng chia chắc lời của cô Mây Gia của nhớ Lào Cai tôi nhở. Cô cứ dùng chia thì là tranh đầu trời của tôi. Có kể là gì là không có đúng sử đấy tâm lòng như vậy. Chị thật
ตัวจอดอยู่ถอฝงก็มองตัวจอดอยู่สิกันนี่จ้างเขาอยู่เฉยๆนอกจากนี้เราจะรู้ชื่อสารนี่อย่างคือเนี่ยตัวเนี่ยคือกู้คือกู้เต่ากู้นี่อย่างต่อจากนี้ถูกกู้มาลูชาวเราไปเชื่อเราไปติดเราเชื่อมว่าได้ไม่ตัวเดียดดีนี่อย่างช่วงมากู้ยังช่วงช่วงชาเป็นอะไรจะทอก่อนช่วงมาบูดอกก็ช่วง Thank you.
đâu sự của đời thỏ ra quyết định của tao à cho đông đông hết vâng quý vị thân mến tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ một chị ca sĩ chị đến phải bay từ Sài Gòn ra để chúc mừng và chung vui cùng với gia đình anh Thanh và xin mời chị Alisa ca sĩ và chị sẽ thể hiện ca khúc cánh diều đầu xuân xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng ạ, quý vị thân mến, trong giây phút chờ đợi chị Alisa thì quý vị hãy nổ một tràng pháo được không ạ? Vâng ạ, quý vị hãy hướng mắt của mình và nổ những tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào mừng chị Alisa đang di chuyển từ phía cổng chào đi chuyển lên sân khấu ạ. Đấy là cánh tay của vị đang ở đâu ạ? Cho phép Alisa xin gửi tới toàn thể quý vị cũng như là các bạn có bởi có mặt trong buổi thị ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ca khúc mà Alisa muốn gửi tới cho tất cả quý vị cũng như là tất cả các quan khách có mặt trong buổi thị ngày hôm nay đó là một sáng tác nhạc bolero có tựa đề là cánh diều đầu xuân. Xin tất cả quý vị cho một tràng vỗ tay được không ạ? Thảo Liên xuất tay với chị.